cũng tại an giang mới đây công an đã tiếp nhận đối tượng truy nã đặc biệt đây là nữ bị cáo đã bỏ trốn trong quá trình tại ngoại chờ chấp hành án đối tượng đã nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội tưởng chừng như khi bị công an tóm gọn nữ bị cáo sẽ nhận ra lỗi lầm của mình nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại Ngày 15 tháng 11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã tiếp nhận đối tượng Nguyễn Thị Thúy Vi, sinh năm 1994, ngụ thị Trần An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang ra đầu thú. Đây là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ ngày 28 tháng 5 năm 2018, Vi và chồng là Dương Hải Thọ đến nhà ông NVU, ngụ thị Trần An Châu, thuê ô tô 7 chỗ để tự lái đi dự tiệc ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Nhận được xe, vợ chồng Vi chạy qua casino Campuchia giáp biên giới với xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, rồi cầm xe cho một tiệm cầm đồ để lấy 150 triệu đồng. Số tiền có được, vợ chồng Vi đánh bạc và thua sạch. Lúc này, thọ bàn với Vi quay về tìm thuê một ô tô nữa, mục đích là mang đi cầm cố lấy tiền đánh bạc với hy vọng gỡ lại để có tiền chuộc xe của ông U. Sau đó, vợ chồng Vi thuê xe quay về thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, rồi tiếp tục thuê ô tô 4 chỗ của ông NVT. Nhận được xe, thọ chở Vi qua casino Campuchia, rồi cầm cho một tiệm cầm đồ được 80 triệu đồng, sau đó đánh bạc và thua hết. Vi nhắn tin về cho ông U, nói là ô tô đã đem cầm qua bên Campuchia, sau đó bỏ trốn. Ông U và ông T làm đơn gửi cơ quan công an tố cáo hành vi lừa đảo của vợ chồng Vi vụ án được án nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử và tuyên phạt tù đối với thọ và vi trong lúc được tại ngoại chờ chấp hành án thì vi bỏ trốn khỏi địa phương nên bị truy nã sau thời gian đi nhiều nơi sinh sống để trốn truy nã trước sự truy bắt giao diết và vận động thuyết phục của lực lượng công an vi đã trở về nhà và ra đầu thú có thể nói hành động của vi thật khó để chấp nhận hy vọng sau lần đầu thú này nữ bị cáo sẽ tuân thủ chấp hành lệnh thi hành án theo quy định